Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bác số mẫu cần máy ngang hàng bình dân cho các bác tập chơi nhé. Các bác vừa có thể câu lua, vừa có thể câu đơn. Dòng cảm giác, anh em nào thích bộ môn này thì liên hệ với mình. Số điện thoại để dưới video nhé, địa chỉ để dưới video. Ở đây là có các bộ cần 21 và 24. Máy thì có hai mẫu máy, anh em chọn mẫu máy nào lắp vào cũng được. Đấy. Thì thứ nhất là có cần Conquest 21. Đây, độ cứng ML. Tải cá từ 5 đến 10 LP. Đấy. Tay cầm bằng cán mút đen, chắc, khỏe, đẹp. Đây là pad xoáy này. Đi một máy CD201 201 nhá. Cần thì có 8 khoen anh em nhé, 8 khoen, cả đờ bu luôn là 8 khoen nhé. Cần là carbon nhẹ. Cần rất là nhẹ. Đấy. Máy này máy tay trái anh em nhé. Đấy, bộ cần này thì gồm có cần, máy, một dù, một hộp lưỡi đơn, một nhái giả, một phao câu đơn, chặn cước, chân phao, khóa linh, hay ma lý. Bộ 21 này có giá là 790.000 anh em nhé, 790.000. Đấy, 790.000. Còn bên này thì ta có bộ 24, cần Conquest 24, chỉ khác về chiều dài thôi anh em nhé. 24, có thể đi với máy LV201 hoặc là máy CD201, anh em thích chọn máy nào chọn nhé. Vì nắp máy nào vào giá vẫn không đổi nhé. Đều là máy tay trái hết. Đấy. Bộ này có giá là 820.000 các bác nhé. Bộ 24 này có giá là 820.000. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ mình nhé. Đấy. Cần thì cũng giống như bộ bên cạnh. Có thêm dù này. Một bộ có dù. Cần, máy, dù, nhái giả, lưỡi đơn, phao, hạt chặn. Đấy. Hạt chặn này, ma lý này. Đấy. Khóa linh. Chân phao các bác nhé, chân phao các bác nhé. Cần thì cần này thì 2 4 6 7 cũng vẫn là 8 khoen anh em nhé. Cần vẫn là 8 khoen, chất liệu đều là carbon. Trọng lượng rất là nhẹ. Trọng lượng cần carbon nên cực kỳ nhẹ luôn. Thiết kế khá là ok các bác nhé. Thì đối với những mẫu cần nuôi như này đều là máy tay trái hết anh em nhé. Phù hợp cho anh em lua lóc, lua chẽm, lua vược. Đấy. Lóc, chẽm, vược. Hoặc là anh em câu vùng nước lợ thì có một số loài cá khác thì mình không biết. Đấy. Lóc, chẽm, vược, măng. Nói chung là các loài ăn thịt. Hoặc là bác có thể câu đơn. Đấy, câu đơn. Thì đấy, cảm giác vì trong những cần lua này thì câu đơn cảm giác rất là phê đấy. Kết hợp 2 trong 1 cho các bác luôn. Đấy. Giá rổ thì rất là bình dân, từ 790 đến 820 một bộ, độ dài từ 2m1 đến 2m4. Anh em có một bộ để chơi. Đấy. Vừa câu lóc, vừa câu vược, câu chẽm này, vừa thì câu đơn được. Thỉnh thoảng lại đem ra chơi. Cần là đều cán súng anh em nhé, cần máy ngang cán súng nhé.
để anh em ném mồi là nó không bị trơn trượt. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại em để dưới video này, địa chỉ để dưới video nhé. Bác nào có nhu cầu về bộ môn cầu lua mà giá bình dân tập chơi thì liên hệ với em. Số điện thoại em để dưới video nhé, địa chỉ để dưới video. Cảm ơn các bác theo dõi video. Đây là hàng của bạn Nguyễn Tiên Phong ở tỉnh thành phố Hải Dương. Đây vẫn là của Nguyễn Tiên Phong ở Hải Dương. Tiếp theo là hàng của Đỗ Mạnh Tùng ở tỉnh Vĩnh Phúc. Còn đây là hàng của bạn Trần Văn Hiệp ở tỉnh Thái Bình. Tiếp theo là hàng của bạn Nguyễn Tấn Tài ở thành phố Cần Thơ. Còn đây là hàng của bạn Hoàng Văn Đình, thành phố Cao Bằng. Đây là hàng của bạn Tùng gửi về xem móng cái Quảng Ninh. Còn đây là hàng của anh Mạnh sẽ gửi về Gia Lâm, Hà Nội. Đây là hàng của bạn Nguyễn Tiên Phong ở thành phố Hải Dương. Tiếp theo là hàng của bạn Nguyễn Văn Kỳ, thành phố Đà Nẵng. Còn đây là hàng của bạn Lê Văn Thoán ở tỉnh Cao Bằng. Tiếp theo là hàng của bạn Anh Tuyến ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Còn đây là hàng của bạn Nông Văn Đức ở tỉnh Đồng Nai. Tiếp theo là hàng vẫn là hàng của bạn Nguyễn Văn Kỳ, thành phố Đà Nẵng.